Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc trực tuyến với 13 viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương. Các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của các viện nghiên cứu thuộc Bộ trong giai đoạn 2018-2020, nhìn nhận thẳng thắn những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động của các viện. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng hoạt động của các viện trong giai đoạn 2021-2030. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những kết quả và đóng góp của các viện trong giai đoạn vừa qua, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ đối với các viện trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng yêu cầu các viện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tập trung xây dựng và phê duyệt chiến lược phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2021-2030 phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu tái cơ cấu ngành, xây dựng và triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn trung hạn 2021-2025 và dài hạn 2025-2030, tăng cường chất lượng trong công tác tham mưu xây dựng chính sách, chiến lược, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để triển khai có hiệu quả hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, xây dựng và phát triển năng lực đảm bảo việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ, hướng tới làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của công nghiệp 4.0, v.v. Bộ trưởng yêu cầu các viện cần rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị công nghệ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, yêu cầu đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các viện rà soát các vướng mắc, khó khăn để sớm có giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm phát huy vai trò của hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ ngành công thương. Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành giải pháp đột phá chiến lược trong quá trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030.